Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số lo giá cực kỳ tốt với quý vị và các bạn Khá là nhiều à, Do chỗ nó hơi chật nên em Việt là bài ra từ từ Đó là Mình quay à, vài đôi xong cái mình dẹp vô rồi à, đem những cái thứ khác ra Chứ giờ mình bài ra thì nó cũng không có chỗ xe chở cũng khó với quý vị và các bạn à. thì à, tất cả các mặt hàng trong video này em việt sẽ quay cận cảnh, cảnh chi tiết và báo giá gửi đến quý vị và các bạn bạn nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519 số đó cũng là số zalo của em việt luôn mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì nhắn tin em việt sẽ trả lời sao cho quý vị và các bạn nha đôi khi em việt bận gối hàng hay là giao hàng ở quý vị và các bạn có thể là mình không kịp trả lời cho quý vị và các bạn thì mong quý vị và bạn thông cảm Đó. và tất cả các mặt hàng trong video này thì em việc cam kết đúng như video mô tả nha quý vị và bạn đúng như video mô tả và quý vị lưu ý đây là những mặt hàng cũ đã qua sử dụng nhiều năm đây là đồ cũ đã qua sử dụng nhiều năm thì uh, nó cũng có một số chày hay là bụi bẩn này nọ theo năm tháng tất cả các mặt hàng luôn chứ không phải tất cả các sản phẩm luôn chứ không phải riêng một cái sản phẩm nào cả và mua hàng thì có hai phương thức một là quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì giá nó tốt hơn còn hai quý vị và các bạn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho bên đơn vị vận chuyển thì em việt sẽ đưa ra hai cái mức giá để quý vị và các bạn lựa chọn và hàng của em việt là bao thợ thầy kiểm tra bao thợ thầy nha thợ thầy giỏi chứ mình không có thích mà rước thợ linh tinh lăn tan lại rồi nói với vào vẫn nha thợ cứ mướn đâu, thợ càng giỏi càng danh tiếng càng tốt, cứ lợi kiểm tra. Còn mà thợ mà linh tinh lăng tan thì mình không chấp nhận nha. Rồi và bạn nào cảm thấy lo lắng, cảm thấy chưa tin tưởng, cảm thấy còn có chút gì đó nó hơi vấn vương hay là hơi ngại gì đó thì thông cảm, đừng mua. theo vị của bạn để khỏi uh, mất thời gian của quý vị và các bạn quý vị của bạn cũng không có hồi hộp à, chứ uh, đôi khi có mấy bạn cứ alo à, tôi muốn mua nhưng tôi sợ này sợ kia sợ thì đừng mua mình đã mình sợ rồi thì kh không cần phải mua tìm chỗ nào mình tin tưởng mình mua và giá cả cũng vậy khi mà mình thấy giá đắt quá không thèm trả giá tìm chỗ nào giá rẻ hơn mình mua à, quý vị của bạn rồi em Việt chia sẻ đến quý vị một bạn cặp lo đầu tiên đó là cặp lo tanh nôi Thì cặp này em Việt uh, quyết định là xả bán lỗ cho quý vị một bạn với mức giá tốt Cặp tanh nôi bát 40 Nhớ quý vị một bạn uh, Và cái đời này nó rất là hay luôn Hay cực kỳ Và con này giá trên thị trường thì đâu đó nó khoảng 38 triệu Quý vị và các bạn cứ nghiên cứu Em Việt về mô đồ rồi vị nghiên cứu ha Nghiên cứu kỹ trước khi mua nghiên cứu kỹ trước khi mua đây là con tanoi mô đồ là 385 sẹt 8 sản xuất tại Anh nôi đồng trục từ Anico ha vị và các bạn bát 40 đây là cái dòng mà rất là dễ ghép âm ly còn mà cái dòng mà kiền vuông nó hơi khó ghép tí xíu hả, quý vị và các bạn tanoi thì về phần xương lo củ lo đẹp màng đẹp màng không cấn không gãy con lo xin hết cho vì một bạn luôn ha còn lo xin và gân lo mục đã thay đối với gân tanh nôi thì lúc nào cũng vậy quý vị các bạn về là nó sẽ mục thôi ở đây việc là cái chiếc bên đây lại để quý vị và bạn chúng ta cùng xem rồi quý vị ở phía trước thì gân mục đã thai à. màn giấy thẳng thẳng băng không có cấn không gãy không gì hết ha Đó. và một cái đặc biệt nữa đây là con tanh nôi đời 8 lỗ ốc quý vị và các bạn lưu ý đây là con tanh nôi đen đời 8 lỗ ốc ha nó bắt ốc 8 lỗ còn cái đời 4 lỗ thì giá nó rẻ hơn nha quý vị và các bạn đời 4 lỗ giá rẻ hơn để em việc đứng từ xa cho quý vị và các bạn xem cho kỹ ha đây cái đời tám lỗ ốc này á là cái màn giấy họ làm cái kiểu mà vàng vàng hư vị vàng chứ nó không có xanh như cái đời sau này đây để em việc lấy nét xác cho đây quý vị bạn đó có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao cái màn này nó lại không có xanh như những cái con mà bốn lỗ ốc thì đây là cái đời này họ làm vậy ha và cả bên đây cũng vậy đó màn giấy thẳng băng cái này là mình bung thiệt là bự ra để cho mọi người bạn xem cho kỹ á, đó. Đó. rồi đồng trục thì có bạn không biết thì hỏi cái chép ở đâu, cái chép nó nằm trong mũi lo nhìn dạ trắng trắng đó là cái cái, cái họng chép nằm trong, rồi lý do tại sao em việc bán rẻ con này, nếu như nó zin, rồi về phần lo thì zin hết, phân tầng cũng zin, xin nhắc lại là phân tầng zin luôn, theo hãng luôn, ừ. đây ở phía sau cái tem của nó đây. Tên loại đen. Nha, chạy cũ 385 8. Số series bên đây là 1 1692. Còn cái số series bên đây là 1573. Rồi. Chính vì như vậy cho nên cái phần tầng này á, quý vị bạn thấy hai cái nút chỉnh nè. Một cái nút nó có sọc trắng ở đây, còn cái nút nó không có nha. Thì về chỉ số các con mà linh kiện á thì nó y nhau thôi đó nó y nhau thôi vì vị các bạn chỉ số nó y nhau thôi không có vấn đề gì cả đây thì à... quý vị thấy cái tem tên nồi uh, à, HBD 385-8 ở đây cũng vậy thôi thì nó cũng là một thứ một tuy như nó không trùng số seri à, nhưng mà nó cũng là một thứ một thôi hiện tại là hát ok hết hát đều nhau mỗi thứ ừ. rồi chính vì con này nó không trùng số series và cái cái nút chỉnh này á thì vị và các bạn khó, đừng quan trọng quá bởi vì sao cái nút này mình có thể là gỡ ra để mình thay cái nút khác bình thường cho nó giống nhau nhưng mà ở đây thì em việc cũng không muốn làm vậy ừ. mất công lu bu lắm có cái nút không không quan trọng gì cho nên mình bán cái giá tốt cho vị và bạn cặp này bán cho vị và bạn với mức giá chỉ có 25 triệu đồng chuyện phản đủ mình bao ship tận nhà quý vị tính đi một con ta nôi đồng chục bao xin người ta bán 38 mình bán 25 mà bao bao là ship nữa thì bạn mấy bạn đừng mà cả trái giá nha đừng mà cả trái giá rồi bạn nào muốn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì con này mình sẽ bán 28 triệu đồng cọc cho mình 8 triệu đồng và nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho bên đơn vị vận chuyển và lưu ý là những cái đơn hàng mà đặt cọc thì mình sẽ không bao phí vận chuyển cũng như là phí thu hộ. Ngoài cái tiền hàng ra, quý vị và các bạn còn phải gánh chịu thêm những cái khoản phí như là phí à, vận chuyển hàng, phí thu hộ và một cái khoản phí bảo hiểm. Đấy, bảo hiểm tức là bảo hiểm hàng của mình đó. Còn quý vị và các bạn mua chuyển khoản đủ, ấy thì cái phần đó em vị sẽ lo hết. Đó, vì bộ bạn không phải em việc ép với việc của các bạn mua cái sản phẩm để chuyển khoản đủ ha cho dù quý vị hoặc bạn có chuyển khoản đủ hay là không chuyển khoản đủ thì giá nó vẫn rẻ hơn thị trường quý vị thấy người ta bán ha ba mươi tám đó như em Việt mà bán chuyển khoản mà đặt cọc cũng chỉ có 28 mươi rẻ hơn 10 triệu đồng và tiếp em việc chia sẻ đến quý vị và bạn một cặp bát uh, của nhật rất là đáng chơi về vị bạn cặp bát này thì uh... À, cái dòng này là dòng uh, kiểm âm, dòng uh, monitor đó quý vị của bạn để mình lấy nét cho quý vị các bạn xem cặp bát này về uh, tình trạng mà màng á, thì đẹp xuất sắc luôn thì quý vị các bạn thấy ở đây nó có những cái vết nứt này là cái miếng mút này nó đã nhiều năm bị, nhiều năm á, nó đã bị mục và cái mút này không phải là cái gân mà là người ta làm một cái miếng mút phẳng Để người ta bảo vệ cái gân lo nó nằm ở bên trong của Quý vị và các bạn ừ. Đây Thì à, bên đây Có những chỗ thì mút nó đã rớt ra rồi Thì quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy Cái gân lo ship Nó nằm ở bên trong Thì à, có nhiều bạn thắc mắc hỏi tại sao Mà cần phải bảo vệ cái gân này ừ. Thì à, Hồi xưa họ làm Họ tính bạn quý vị và các bạn, Là ở cái mặt này cái gân này thì nó rất là mềm nhưng mà ở, ở cái mặt này nè ở, ở cái mặt này thì họ không có là tẩm dầu thì họ muốn làm một cái miếng mút thiệt là mỏng như thế này để họ bảo vệ cái gân này cho xài cho nó lâu hơn nha và họ tẩm dầu ở bên trong thì sẽ mút mà ở vị theo như nhiều năm thì nó sẽ mục thôi thì các bạn cũng có thể nhìn qua điện thoại quý vì thấy là cái màn của cặp này tuyệt đẹp rồi để việc quay ngược lại thì theo mình mua cái cặp này á, là cái người bán mà cho mình á, là họ nói là họ sưu tầm và họ chưa có xài. Đó, và cái gân lon họ tẩm dầu bên trong quý vị bọn bạn nhìn thấy dầu ớt nhẹp không? Đó. Thì cái cặp này á, là họ làm luôn cả cái quay sách tại vì nó rất là to. Nó bắt 30 nhưng mà nó to ở cụ từ và nặng từ Anico. Cái đường kính của cụ Củ từ này là 18,5. Đường kính vòng tròn á. Và cái chiều sâu là 10 Chiều sâu là 10 Thì đối với một cặp lo mà từ Aniko à, Cái củ từ như vậy là, là nó cực kỳ lớn Và quý vị thấy ở đây Cái đồ là hai 125 Công sức thì chỉ có 20W trở kháng là 8 ohm Thì hồi xưa là lo nó cổ Thì công sức nó không có lớn đâu nha quý vị của bạn Mà tuy nhiên Về cái độ nhạy thì nó rất là cao và cặp này thì nó thuộc về cặp lo bát giải rộng theo mình đoán là như vậy họ để vốt phơ thôi nhưng mà bát giải rộng tại vì cái cặp này nếu như đúng với cấu hình của nó là nó không có chạy qua phân tầng nó đi thẳng từ ngoài vô luôn cái cặp này nó nằm trong thùng là khoảng ba mươi mấy triệu với Ba, thùng ba mấy triệu nhưng mà nó chỉ có một bát và một chép thôi đây là cặp bát của nó nó nằm trong thùng uh, Mitsubishi G305 thì quý vị và các bạn cũng có thể lên Google uh, là tra cái mô đồ là Mitsubishi Dinatom G305 cái con G305 thì nó có, nó khác với con 2S305 nhớ quý vị bạn lưu ý như vậy đây là cái con nằm trong G305 thì nó sẽ đắt tiền đó và cái cặp này nhìn từ xa để công việc quay cho quý vị và các bạn cùng xem Nhìn từ xa thì rất là đẹp Mình bao xin hát tốt Cặp này mình bán cho quý vị và các bạn với mức giá là 7 triệu đồng Chuyện phản đủ mình bao ship Bát 30 nha quý vị và các bạn Bát 30 Một cặp lò bát đáng chơi Đáng sưu tầm quý vị và các bạn Rồi bên trong này mình có một cặp lò của JBL thì uh, cặp gbl này á là uh, tay nó độ chế hay là nó hay là cái dáng này của hãng thì mình cũng không biết luôn nó làm cái hộp vậy nè ở vị bạn cái hộp kiểu như dáng hở rồi đó thì cũng có đường cong đồ này nọ ha cũng uh, Hay lắm rồi cặp gbl model của cặp gbl này là 24 26g 16 ôm ha 24 26g cái cụ từ con này thì nó khoảng 16 và bọc từ và cái miếng ván này họ sơn một cái màu đen và cái mô đồ của cái họng này nó là GBL 2370A rồi để em việc đo kích thước cho vị bộ bạn xem đối với cái cái cặp cũ đó đó cặp cũ GBL á lên nó, nó nằm trong cái thùng là hình như là em việc nhớ không nhầm là nó nằm trong thùng trăm mấy gần hai trăm triệu ngang 55 cao 30 còn cái hồng còi nè cái hồng còi là ngang 45 và cao là 18 à, thì cái hồng cũng rất là lớn luôn nha quý vị và các bạn và ở đây họ làm một cái lỗ như thế này để quý vị và các bạn bắt mấy con siêu chép á Đấy, thì cái lỗ này là lọt lòng là 8cm ha lọt lòng là 8cm đây quý vị cặp chép này thì xin tuyệt đối hát tốt xin tuyệt đối hát tốt nha quý vị và các bạn nhìn cũng đẹp lắm quý vị rồi cặp này thì hiện tại mình bán cho quý vị một bạn với cái mức giá là 14 triệu đồng chuyện khoản đủ mình bao ship ha 14 triệu sở hữu cặp chép GBL với cái hộp này thì nó cũng không đắt đâu quý vị và các bạn mấy bạn về mà chơi thêm cái siêu cầu gắn trên đó nữa thì tuyệt vời luôn còn bạn nào mà không lấy cái hộp gỗ dục bỏ hộp gỗ thì mình tính cho vị của bạn 13 triệu 500 000 đồng Đấy. thì tùy à, cái cách chơi của quý vị, vị bạn nha và tiếp theo em việc chia sẻ cho vị các bạn là một cặp bát của Electrovoi cặp bát này gọi là bát 50 nhưng nó sự thật mình kéo thước mình đo nó chỉ có 46 thôi và ở cặp này á, thì vị một bạn có thể là làm uh, chuyên cho lo súp cũng được hay là lo phun cũng được bởi vì cái con này tiếng nó sáng các bạn màng thì màng giấy rất là sâu ha và gân con này là gân vải ship màng đẹp ken beng luôn và cái con này là con xương gan nha không phải xương sắt lịch vôi DL18 MT 8 ôm ONA. Tiểu biểu của bạn cũng có thể lên Google để mình tra cái thông tin về con này. Thì con này mình thấy trên Google anh bán 13 14 triệu gì đó. Thì lúc trước mình mua con này nó đã 12 rồi. Nó đã 12 triệu vì bạn. Hàng đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản, màn giấy trùng số. và cặp này là nếu bạn nào thích chơi karaoke thì phê luôn bảo đảm tiếng cực kỳ hay đó giá làm việc bán cho quý vị của bạn là 9 triệu 500 nghìn đồng chuyển khoản đủ mình bao ship mình bao dinh tuyệt đối bao thợ thầy kiểm tra rồi tiếp em bị chia sẻ cho quý vị của bạn là một cặp uh, Cầu còi của JBL chiều sâu của cặp cò này 27 và cái đường kính ở phía trước này 18 thì giờ ở đây là cái sóng sắn này là cái cái uh, tán âm của cái hồng rồi thì cái cặp coi này để nó nằm xuống về đường kính của cụ từ cái chiều sâu của cụ từ là 10 đường kính của cụ từ là 11 áo vừa của các bạn thì cặp này bạn nào mua cái hỏng thì mình bán cái họng ha mua cũ mình bán cũ tùy ý của quý vị và các bạn mấy bạn thích chơi cái nào cũng được ha Vì của các bạn đó và cái uh, mô đồ của họng là một hai một mô đồ của họng là một hai một còn cũ này là l, -L e một bảy kháng là 8 ôm mình bao xin bao thợ kiểm tra bao xin tuyệt đối cho vì các bạn bao thợ kiểm tra hàng không có sửa chữa hay là thay con hay gì hết đi nào farm zin hết hát tốt cặp này có mức giá là 16 triệu đồng chỉ khoản đủ mình bao ship còn bạn nào đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì mình sẽ uh, là bán cho quý vị và bạn với mức giá là 17 triệu đồng và một vấn đề nữa là bạn nào muốn mua lẻ tức là muốn mua cái họng thì mình thỏa thuận giá muốn mua cũ thỏa thuận giá được giá thì mình bán nhé quý vị và các bạn được giá là mình bán hết quan trọng là quý vị và các bạn thích nhưng mà không dám chi mình chỉ sợ vậy thôi rồi à, tiếp là việc chia sẻ cho quý vị và các bạn một cặp bát để quý vị và các bạn về à, làm lo full hát karaoke đây là con bát của JBL à, con bát JBL mũ đỏ dòng này thì à, tiếng à, bao phê à. Con này tiếng dày lắm, 226HB 226H. trong 226H. không phải 6HBL để mình coi lại có phải 226H không. Rồi, con này là 226H. Từ 22 con 100, từ 22 con 100. Đó vì các bạn. Và cặp này hiện tại là xin hết tốt. Chưa qua sửa chữa bất cứ một thứ gì. Giá mình bán cho quý vị bạn là 9 triệu đồng. Chuyện phản đủ mình bao ship nha vì vị và bạn bát 40 rồi bên đây mình có một cặp GBL từ 22 còn 100 dòng này mũi nhôm tiếng sáng đó. À. bạn nào thích tiếng sáng thì lấy con mũi nhôm đó còn bạn nào mà thích tiếng bát nó dày á thì lấy con 226 ha ừ. đây con này là con GBL uh, bát 40 model là model là cái gì quên mất tiêu để mình lật lại coi E140-8 E140-8 nha vị bộ bà E140-8 Rồi Cặp này với tình trạng Zin Hát tốt Nặng khoảng 23 kg một cặp Thì giá của cặp này Em việc bán cho quý vị và các bạn Với cái mức giá là 7 triệu đồng Chuyển khoảng đủ mình bao ship tận nhà Cho quý vị và các bạn Mấy dòng này là à, Karaoke là bao phê luôn cặp mũi nhôm bên kia nghe nhạc cũng được nha quý các bạn. Rồi mình có một cặp uh, cũ củ chép của JBL. Con này thì hơi lạ. Chép này đó, chép JBL thì xưa giờ sản xuất tại Mỹ hoặc là tại China thôi. Nhưng cái đời sau này có sản xuất tại Brazil Cái con chép JBL này thì uh, cái đường kính của cụ từ nó khoảng 12 và con này là nó xài cái họng vặn cái họng vặn này nó khoảng 3,3 cm và cái mô đồ của con này là 2220 ti ha mô đồ con này là 220 ti ở vị bảo vàng 220 ti 16 ôm sản xuất tại ra xin ở mình bao con xin đã đã kiểm tra hát tốt con này bạn nào mà mua về á mình gắn vô mấy cái lò karaoke mà tiếng kêu cực kỳ khỏe cực kỳ hay luôn mà dòng này mình thấy nó ít ở trên thị trường lắm vì các bạn hình như là ở bên nước ngoài thì nó có xài thôi chứ mình ở đây hình chưa nhập về luôn á như đây là cái dòng mới sau này hay sao con này mình bán cho vì bạn là 4 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship ha rồi tiếp bên trong mình có một cặp còi của Manavox của Mỹ cái còi này thì mình rất là thích ở chỗ cái cụ từ ở quý các bạn nhìn cụ từ đã lắm. Rồi cầu này ngang là 20 ngang chiều ngang là 27 ha, chiều ngang là 27. Cao là 10. Cầu gang. Ngang 27 cao là 10, Manavox của Mỹ. Mình thích cái cầu xanh xanh nè. Từ Anico ha, cũ xanh. Manavox. Đẹp. Chiều sâu của con này là 20. 20 cặp này thì tiếng kêu đã lắm vì bảo bạc bao xin tuyệt đối còn mỹ mà nó bọc cặp này quý vị và bạn lấy về trưng bày cũng đẹp giá của cặp này em việc bán cho quý vị bộ bạn với cái mức giá là 4 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship rồi mình có một cái bộ phân tầng của GBL đây là cái bộ phân tầng rồi nhà sản xuất họ sản xuất rồi để vì bộ bạn có thể độ chế vào bất kỳ gì một cái lo nào lo bát 40 một bát và một chép coi thì cái bộ JBL này là 3106 model đồ là 3106 đây nó xài hai đường tiếng volume để chỉnh nhỏ lớn cho cái uh, chép chiều sâu của bộ tầng này là 9,5 rồi uh, chiều cao là 15 ngang là 12 uh, về bạn tình trạng xin tuyệt đối hát tốt Bộ này trên thị trường nó 7-8 triệu Tiền người bán em việc bán 6 triệu Chuyển khoản đủ mình bao ship cho quý vị và các bạn nha Và tiếp em việc chia sẻ đến quý vị và các bạn Một cặp bát của JBL chuyên nghe nhạc Đây là dòng chuyên nghe nhạc bát 40 Màn giấy gân vải mềm Màn rất là mỏng ha Độ nhạy cao Đối với những cái con mà 16 ôm này thì độ nhạy nó rất là cao Từ 22 con 100 Con này mà để vô nghe mấy bạn để vô mấy cái lo mà nhà bạn mấy bạn mà có mấy cái lò nhật đồ này nọ mà bát 40 nó hư á mua con này để vô tiếng bao phê luôn với vị của bạn ừ. rồi cặp này mua đồ của nó là uh, à... 220G 16 ôm con này thì thường ở bên tay nó sẽ chơi nó để vô những cái thùng hon á hoặc là nó sẽ để vô mấy cái thùng như là CE138 mấy cái thùng mà mặt màu xanh xanh như nằm đây nè. Đó vì ô bạn. Đó. Rồi. Cái cặp này 220C 16 ôm Có mức giá là 10 triệu đồng, chuyển khoản đủ bao ship, bao zin hát tốt. Rồi, bên trong này mình có một cặp JBL D130. Từ Anico đời tem chứng D130 từ Anico đời tem chứng và cặp này mũi đẹp màng đẹp gần mềm hát tốt bát 40 luôn đẹp kèn bên đây cũng vậy em lật lại cho mình xem gọi là đẹp xuất sắc cặp này em việc bán cho quý vị và các bạn với mức giá là 12 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship JBL D130 Mấy cặp này thì quý vị của bạn về ghép xài cho một bát một chép là ok luôn Hay xài ba đồng tiếng cũng được tùy Rồi bên đây mình có một cặp còi của hãng Fortet Cặp còi này nặng lắm nha Nổ cái họng không nó nặng mười mấy ký nữa Rồi và cái cái này là cái lớp chống hồn Lớp chống ồn chóc miếng à rồi đây chốc thêm miếng sơn nữa cầu gan rất là nặng ha ngang 44 cao cao là 18 5 ngang 44 cao 18 5 chiều sâu là 41 42 cầu của hãng Fortet nó đắp chống ồn và cái mô đồ của cái cũ củ này là FD 600 cái đường kính của cũ củ này là 10 cm 10 cm và cái chiều sâu từ cái đít cũ cho đến cái đầu chỗ bắt ốc này là khoảng 8 cm. Bạn nào mua cái họng thì mình vẫn bán heo. Mua họng bán mua riêng, mua cũ bán riêng. Rồi, nguyên cái bộ này chỉ có 10 triệu đồng thôi, chỉ khoảng đủ mình bao ship bao xin tuyệt đối. Mấy cái trắng trắng này là là nó dính dơ đó chứ không phải là bị gì đâu ha. Còi gan rất là nặng luôn và có đắp chống ồn. Đấy vị của bạn. Đó. Cặp cũ này thì đẹp xuất sắc luôn à, uh, gì đi nộp farm màn đồ này nọ đẹp kem sao ben hết con đẹp kem sao ben luôn bạn nào muốn mua cái họng thì 7 triệu cái cũ thì 7 triệu luôn mua lẻ họng 7 triệu cũ 7 triệu rồi bên trong này mình có một cặp cầu của JBL rất là đáng chơi nhìn màu sơn thời tê à Đấy. ngang con này 44 triệu cao 18,5 chiều sâu 44 luôn này nhìn cái họng gai góc lắm nha à, họ làm cái họng mắc cười luôn vì bạn nhìn như bị bể bị đắp bị chét vậy đó mà không phải nha nó vậy đó họng này gai góc dưới dần thì chứ rồi nó chạy cái cũ là LE175 thì cũ này đường kính là 11 chiều sâu là 10 bạn nào mua cũ bán cũ mua hồng bán hỏng ha rồi cái cặp này à, mình bán cho vị bố bạn vừa cũ vừa hỏng luôn với cái mức giá là với cái mức giá là 18 triệu đồng chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà còn bạn nào mua cái cặp cũ là 12 triệu 12 triệu ha cặp cũ là 12 triệu chuyển khoản đủ mình bao ship còn cái hỏng thì 8 triệu chuyện khoản đủ mình bao xếp nha quý vị các bạn họng này là họng đi theo cái cũ JBL thì nó sẽ mắc hơn những cái họng khác rồi nhìn à, quý vị nhìn cái họ làm cái cách họ làm gì đâu mà sần sùi tí lắm nhưng mà đó là cái cái ý định của nhà sản xuất chứ không phải họ không làm được bóng đâu nha rồi bên trong này mình có một cặp vỏ loa của hãng GBL. Và cái vỏ này thì họ thiết kế cho về một bạn là bốn đường tiếng. Nhưng quý vị hoặc bạn chơi hai đường tiếng, một đường tiếng gì đó thì tùy ý quý vị và các bạn. Cặp vỏ này thì bắt cho bát 40, bát 40 nha. Đó. còn ở đây là vì vị và các bạn thấy cái lỗ này là lỗ chép. À, cái này là lỗ lỗ mít hai đây là lỗ uh, mít lô thì mình nói vậy thôi là theo ý của mình bắt vậy còn bạn nào muốn bắt cái gì vô đây đó thì bắt đó là cái uh, cách chơi tại vì đây là một cặp một cặp vỏ lo mà hãng họ sản xuất để cho bị một bạn muốn gắn cái gì vào đó thì gắn rồi à, quý vị nhìn thấy bông tiểu âm ở bên trong nha và con này thì đặc biệt là nó nặng khoảng hơn 100 kg cái cặp vỏ không đó nha chứ không phải là nói là có củ lo trong này đâu rất là nặng bốn 40 mặt xanh và ở đây thì quý vị của bạn thấy ở đây em việc đã mở một cái miếng dán ra để quý vị thấy đây là cái lỗ tròn đây này là để là họ bắt một cái cầu vô đây ha thì hãng họ cũng sản xuất cho việc của bạn sẵn mấy cái miếng dán này luôn là để vô bích lại luôn thì bên đây cũng còn miếng dán mà em việc đã tháo ra để quý vị của bạn biết là khi tháo ra nó như thế nào đó rồi cái cái đường kính lọt lòng là 12 ha cái đường kính này lọt lòng là 12 lỗ bắt ốc rồi sẵn nè rồi cái đường kính uh, trên này lọt lòng là 8 nè rồi cái dưới này lọt lòng là 10 phẩy uh, 5 nè rồi con này là bắt bắt 40 cứ cứ hàng châu Âu bắt 40 là đưa vô là vừa hết không cần phải đo rồi về phần thùng thì con này là thùng gỗ làng đây là đồ của hãng chứ không phải đồ độ chế đâu nhìn quán là biết rồi và bông tiêu âm đồ độ chế là mình không có chơi mình nói thẳng luôn đường nét đẹp kem nó vì các bạn và vì thấy ở bên trong họ làm một cái những cái lượng sống này nè là họ có là để mấy khúc cây để dạy gửi họ mới bấm cái bông tiêu âm lên cho nên cái thùng này nó nặng là không phải dán nó nặng không đâu nó do nó nặng mấy khúc cây này nữa họ làm giáp thùng luôn để tạo ra cái, cái tiếng cực kỳ tốt cho cái cặp lo này rồi thì ở đây quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái tem hãng họ làm đây, GBL C EC138 quý vị và các bạn có thể lên Google gõ cái GBL EC138 thì quý vị và các bạn sẽ biết nó sẽ có cái cấu hình của lo này Đó, và quý vị và các bạn thấy không ở đây nó có để chữ săn xui tức là cái cái dòng lo này là của hãng xăng xuôi phân phối thì nó của Mỹ nhưng mà hãng xăng phân phối ở Bình Nhật có một cái vấn đề nữa quý vị và các bạn thấy ở đây nó có bốn cái lỗ ốc bốn lỗ ốc ngay chỗ tem này có nhiều bạn là sẽ không biết để làm gì nhưng bốn cái lỗ ốc này khi vì vị và các bạn dặn bốn ốc này ra thì mình gỡ cái miếng này ra thì nó sẽ có hai cái lỗ để quý vị và các bạn là đưa cái đầu volume ra nó phải sẵn đưa đầu volume ra để mình bắt là chỉnh nhỏ lớn cho cặp lo này đó đó là ở uh, phía trước hãng họ làm như vậy còn ở phía sau để mình quay ở phía sau cho quý cô bạn xem con này á mình mua đấu giá ship về còn tiền ship không muốn xỉu luôn quý cô bạn rồi ở phía sau thì quý cô bạn nhìn góc cạnh nè ok chưa đồ cũ là ở qua sử dụng mà nói vậy đó tại sao họ lại họ lại làm hai cái lỗ cái sau này là cho hai cái phân tầng đây là một cặp vỏ lò thuộc cấu hình khủng chạy hai phân tầng luôn thì tùy ý của quý vị và các bạn muốn chạy một phân tầng thì bít một lỗ lại này thì cái lỗ phân tầng này á quý vị và các bạn mấy cái phân tầng hộp của JBL á với của anh Thái Lan Xin á là bắt vô vừa hết ha nó vừa ini luôn không có, không có là À, lỗi ở đâu cả. Lọt lòng là 10 13,8. Chiều cao lọt lòng là 13,8, chiều ngang lọt lòng là 10 10 7. À, tất cả các phần tầng hộp của JBL và những cái phần tầng của anh Thái Lan xin mà hộp á để trong hộp á đều bắt vô đây được hết, vừa hết luôn nha quý các, các bạn. Tại vì thường châu Âu á họ làm chung một cái khác hãng thôi nhưng mà họ làm chung một cái ni dễ bắt lắm còn mấy cái ông của mình ở đây làm nó hơi chết nha à. đôi khi mà bắt không vô rồi thùng đẹp kem thùng này á với mức giá là 16 triệu đồng nha quý vị và các bạn Đó. mấy bạn nào mà nhà có nhiều củ lo thì nên sử dụng cái thùng này để mình độ chế tất cả các củ lo vô đây ví dụ như lo đồng tục toàn giải lo bát lo gì đó hai đường tiếng ba tiếng bốn tiếng đừng lây quay đi đóng thùng nữa đi đóng thùng mà năm bảy triệu 10 triệu mười mấy triệu thì quán là bán mình ở đây bông cũng bông mình ở đây ha còn mua này về có sẵn bắt vô xài mấy cái loại này với quý vị của bạn xài 50 năm nữa nếu như không vô nước thì cũng không bao giờ bị mối mọt con gì ăn cả Rồi ở đây mình có một cặp lo chung của Bill nữa. Để mình giờ qua cái người qua. Cặp chung Bill nữa này à, là cặp đường kính cái hộp là 11,5, chiều sâu là 10, đường kính hộp 11,5 chiều sâu là 10 ha. Và đường kính ở phía trước này là 14,5 màn FB. Màn FB nha quý vị và các bạn. Cặp chung này màn FB màn đẹp gân đẹp nhưng con chiếc nó không kêu tức là nó kêu có một chiếc à còn một chiếc không kêu mình cũng không có tháo ra kiểm tra không sửa nhưng mà ở góc độ mình đo thì không thấy nó chạm thẳng ha là mình đoán là con này chắc nó đứt gâu ở đâu bên trong đó thôi à. thường nó cháy thì nó sẽ chạm con này thì nó không có chạm một chiếc kêu thôi mình bán cho quý vị và các bạn với cái mức giá là nguyên cặp này 800 trăm ngàn bao ship còn bạn nào mà muốn mua cái cặp mà hát nguyên, hát nguyên luôn á tức là cái cặp y chang vậy rồi mình để sao mình quên đem lên rồi cặp y vậy luôn ha kích thước y vậy mô đồ cũng y vậy luôn mô đồ của nó là đây nè 12702 f trừ hai uh, mít răng tám không? rồi một cặp y vậy mà hát tốt thì mình bán cho quý vị một bạn với mức giá là 1 triệu sáu trăm đồng chuyển khoản đủ mình bao ship ha rồi bạn nào muốn mua cái cặp nào thì mua có một cặp hư uh, một chiếc và một cặp nguyên á, rồi em việc xin kết thúc video tại đây nhé, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.